Yo, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đây là bộ dạng lúc tôi mới ngủ dậy. Các bạn chờ xíu, mình đang rửa mặt rồi chúng ta sẽ bắt đầu lên đường. Đừng quên like và chia sẻ video. Trước khi chúng ta bắt đầu nội dung ngày hôm nay nha, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem những cây súng trong game Free Fire ngoài đời thật thì sẽ thế nào nhá. Ok chưa? Cây súng đầu tiên của chúng ta đấy là Descent Eagle, hay còn gọi là lục bạc nhá. Ui, thử nào. Bắn tivi luôn. Vai. Đây là quay chậm anh em ơi. Viên đạn phát nổ. Mà găm vào tivi cả. Ui. Vai cả nổi, thật sự. Và đây là cây súng lục tiếp theo, G18 nha. Khi tôi còn chưa kịp nói gì. Ui. Vai. Các bạn có thể đánh giá được rằng là cây súng lục G18 này nó rất nhanh và rất là mạnh anh em ạ. Tăng 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 tăng. Ui. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cây súng nó bắn tung từng chai Coca luôn, không hiểu sao. Có lẽ như là mấy ông Tây thích uống Coca. Cây súng tiếp theo, lục USP. Khoan khoan đã khoan đã, dừng lại một chút. Mình nghe thì ở đây là khá là giống kiểu tiếng đập chảo anh em ạ. Nhưng mà nó đang bắn về cái gì anh em nhỉ? Nó phải bắn vào cái gì đấy chứ. Mấy hiểu sao mấy ông Tây quay mỗi quả súng không này. Quẩn què. Cậu bắn cái gì không quay, cái thứ cậu bắn không quay cây súng làm méo cái gì không biết. Ứng cử tiếp theo, M500 nha anh em. Đấy, M500 khẩu súng lục nhá, có ống ngắm trong game Free Fire luôn. Ui. Nhìn này, thật sự là nó khá là giật, âm thanh phát ra khá là lớn anh em ơi. Bắn lon à? Ui. Nhìn quả quả đây 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 giống kiểu như là mấy mấy cái chai sữa anh em ạ. Kinh ngạc thật sự. Vai nhở. M500 ngoài đời thật, thật sự là rất là khủng khiếp các bạn ạ. Cây súng tiếp theo, M1813 nhá. Shotgun M1813. Wow. Chúng ta có một cái trailer rất là hấp dẫn anh em. Ok, và anh chàng Tây cao lớn này sẽ test cái súng với một cái phong cách nạp đạn rất là ngầu. Ui. Bắn điện thoại luôn. Giàu vãi nhở. Ui. Và đây sẽ là shotgun M1014 nha anh em. Ui. Quay chậm luôn, quay chậm slow motion anh em ơi. Mấy ông Tây hình như là sẽ phi những cái quả tennis lên xong là bắn. Ở bên Tây thì người ta có trường tập bắn riêng anh em ạ. Ui. Kiểu cái cây sóc lọ này mỗi lần sóc một phát anh em thấy ui rồi đạn nó bay ra này. Oh man, oh my god. Ok. Cây súng tiếp theo, Spart 12. Ui. Bắn rụng mẹ cây luôn. Oh my god. Ơ nhưng mà khoan đã khoan đã khoan đã. Mình không nghĩ là cái cây Spart 12 này ngoài đời thật nó lại dài như vậy. Cây này được được gắn thêm phụ kiện thì phải các bạn ạ. Cây này đã được gắn thêm phụ kiện nhá. Gắn thêm một cái hỗ trợ đằng sau này, một cái báng súng á. Oh man. Colt, that was in pump mode. This is automatic mode and we're gonna take down the second tree. Mà viên hai viên. Ba viên. Ba viên toát cả cái cây luôn anh em ạ. Here's the second tree over here. Oh holy shit. Ui. À, bóc cải luôn. Mai bóc cải. Ui rồi nó xúc một phát công. Câu mày tưởng tượng là cây Spart 12 ngoài đời thực nó cực kỳ là ghê gớm các bạn ạ. Ui. Bắn rất là nhanh các bạn nhá. Rất nhanh và rất mạnh. Ui kinh khủng vãi. Đến với những dòng súng tiểu liên, chúng ta có UMP. Nạp đạn rồi à?
Ông này bắn rung mẹ má, các ông để ý phần má nhá. EMP nó là một cái súng khá là giật, vì thế các bạn bắn các bạn phải kê vào một cái gì đấy. Ông này thì tôi tưởng tượng là ông này ông béo ấy, ông có thể kê phần má của ông ấy vào. Nhưng mà với những anh em gầy thì không biết là kê vào đâu. Kê vào cầm thì không mà gãy hết mẹ xương cầm, các ông ạ. Này. Ui. Nghe tiếng bắn rất là đã tai anh em ạ. Oh man. Ui. Câu nhìn này. Nhìn là mỗi viên đạn nó xuyên qua quả dưa này các ông này. Ui. Trông rát vãi. Nghe tiếng thì khá là giống những cái quả tiếng đập chảo anh em ạ. Oh my god. Ok, chúng ta đến với cây súng tiếp theo. MP5 ngoài đời thật sẽ như thế nào nhá. Ui. 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 Một cây súng tiểu liên bắn trông rất khiếp luôn anh em ơi. À, tưởng thế nào thì ra là nãy giờ công bắn mấy cái bia cho nó bắn mấy cái lá sắt anh em ạ. Và đến với cây VSS của chúng ta. Đây, một cây súng khá là dài, chúng ta sẽ cùng quan sát nào. Ui, nghe tiếng êm vãi. VS thì các bạn nghe tiếng nó rất là êm luôn, thật sự luôn. Nhưng mà tôi không hiểu thanh niên này đang bắn cái gì đấy. Nên chúng ta sẽ phải quan sát thôi anh em ạ. Không biết là bạn ấy bắn cái gì. Ui. Công cẩn thận nhá. Pha này có khi anh em chơi nào ấy. Để cái ông ngắm này, súng này nó cũng hơi giật đấy. Các ông ơi, chừng lại bụp cái ấy. Đau với cả mắt ấy, nhức mắt luôn không ạ. Chúng ta đến với cây súng tiểu liên P90 nhá. Oh man. Ui. Các bạn có thể thấy là cái tốc độ bắn của cây súng tiểu liên P90 này nó nhanh vãi cả chưởng, thật sự. Nó nhanh vãi chưởng ra anh em ạ. Bên Tây này tôi không hiểu sao mấy ông Tây thích bắn mấy cái chai sữa vãi, với lại mấy chai coca, mấy chai nước ngọt ấy, trong khi Việt Nam mình méo có mà bắn, các ông ạ. À, méo có mà uống nữa chứ. Nói gì chuyện lôi ra để bắn đúng không. Đây, chúng ta đang tập bắn anh em ạ. Ui. Cái tốc độ xả đạn của cái súng P90 rất là nhanh nhá. Rất nhanh. Mà mấy ông hiểu sao mấy ông Tây này kiểu ăn ở tốt thế nào, béo vãi. Ui. Ok, chúng ta đến với cây súng tiếp theo, MP40 nhá. Súng này rất nhiều anh em xài luôn này. Rồi, ok, bố già và nhanh đi. Nhanh đi, đéo câu giờ. Thế hiểu sao câu giờ. Bắn thùng dầu luôn, tự sát à. À, thùng nước luôn, mấy ông này rảnh vãi đổ mẹ nước vào thùng xong rồi cầm tập bắn này. Vãi, mấy ông làm tôi, tôi cảm thấy hài hước ấy. Ok. Ui. Mấy ông hiểu sao. Bố già này có cái kỹ năng test MP40 bằng cách là cứ bắn vào thùng. Tôi mới hiểu là cái việc test này. Ui, mới ra thì ông ấy còn chuẩn bị sẵn một cây lục này. Ui, các ông nhìn quả slow motion này. MP40 ngoài đời thực nhá. Thế này trông kiểu người tôi mỏng manh này mà sấy á. Quái, thật trưởng. Đây chỉ là sấy thùng nước thôi anh em ơi. Còn anh em mà đem đi sấy câu này không, người tôi này bắn kiểu cảm giác nát mẽ người luôn. Ok, đến với những dòng súng trường. Cây đầu tiên, cây súng M14 nhá. Oh man. Ui. Ui. Nghe những phát bắn rất là uy lực nhá các bạn nhá. Ui. Các bạn này công nhận là những phát bắn rất là lực nhá. Oh man.
Dã man. Hình ảnh quay chậm từ cái súng M14 nhá. Đó, ra từng những cái xác đạn. Ui, rất nhanh và rất lực nha anh em. M14 ngoài đời thực thì các bạn có thể gọi là đây này. Anh em thấy không ạ? Có thể bắn liên thanh được nha anh em, không như trong game bắn từng phát một tặc 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 trông rất khó chịu. Đến với cái M60. Ui. Mà cái này tôi tưởng tượng mấy ông IS xả súng. Hey, it works. Nát hết mẹ luôn. Ui. Bắn trông kinh vãi, mấy ông này bắn bê tông anh em, cây này bắn xe tăng còn được. Oh man, thật sự là rất là rát anh em ạ. Ok, video ngày hôm nay cũng dài rồi. Nếu như mà anh em thích kẹo làm những cái video mà tiếp theo tiếp tục gọi là xem là những cây súng ngoài đời thực thì các bạn hãy like và chia sẻ video nhá. Ok, 5.000 like ra video thứ hai. Bye bye, hẹn gặp lại anh em nhá.